Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với Tây Du Béo. Ngày hôm trước lướt group, tình cờ mình thấy một comment chia sẻ kinh nghiệm cày cuốc khá là hay anh em ạ. Nên hôm nay mình xin chia sẻ với anh em nhé. Hình như bạn tên là Tài ấy. Đúng, tên là Tài khác, cày tài thật đấy. Hơi tiếc một tí là khi mình vào server mới nhất thì anh em đã vượt đến ải 1001 rồi. Chắc là mình vào chậm hơn khoảng một ngày. Nhưng mà không sao nha. Anh em có thể căn cái lịch ra server mới nhất vào cái cuốc, áp dụng cái mẹo này thì nó sẽ hợp lý hơn nhá. Đầu tiên là về việc chọn tướng. Để thực hiện được cái thử thách này thì không ai khác chính là Ngộ Không anh em nhá. Chỉ có Ngộ Không mới làm được điều này mà thôi. Ở giai đoạn đầu thì Ngộ Không cứ phải gọi là kinh khủng khiếp luôn. Với quả ulti của Ngộ Không thì gây ra rất nhiều sát thương nhá. Đặc biệt là sau khi tiêu diệt được một vài đứa rồi thì Ngộ Không nó bùng nổ sát thương cực kỳ luôn. Thế cho nên là ở trong video này mình cũng sẽ nạp đầu luôn để có thể là lấy Ngộ Không từ sớm. Bởi vì mình xác định là trên lâu dài cái server này thì mình sẽ đầu tư 20k vào đây để có thể lấy Ngộ Không có được ưu thế từ sớm, chơi cho nó đỡ khổ anh em nhé. Ok, như vậy là mình đã nạp thành công 20k anh em nhé. Đây, nạp lần đầu này, lụm luôn anh em ơi. 20 tiên ngọc nha. Ok ngay. Đấy, như vậy là mình đã sở hữu được vị tướng Ngộ Không. Ngon lành cái đào nha anh em. Tiếp theo mình sẽ nhập full bộ cốt vào đây. Đấy, thế là mình sẽ có thêm rất là nhiều thỉnh thần phù anh em nhá. Đấy, anh em thấy chưa? Chưa gì đã 30 cái thỉnh thần phù cơ mà. Cốt thứ hai xem nào. Ok luôn. Ok, thì cuối cùng sau 5 phút mình đã cũng nhập xong cốt rồi. Để được 9k2 kim nguyên bảo anh em nhá. Với cả có thêm 87 cái thỉnh thần phù ở đây rồi. Bây giờ mình sẽ nhận thêm gọi là cái thứ đây nữa anh em nhá. Thông báo ấy, có thêm tí gọi là nguyên bảo với cả thỉnh thần phù nữa. Wow. Giờ thì mình sẽ chiêu mộ thôi. Bỏ qua hạt ảnh luôn anh em nhé. Rồi, làm fan nhỉ. Ra thêm nhiều ngộ không tí là ok đấy. Đồng ý luôn này. Ai chà, Thiên Phiến công chúa à. Tiếp tục đi. Ai đây? Ôi, chú bắt giới luôn này. Hay quá. Thêm tí nữa đi. Rồi, Hồng Hài Nhi luôn ạ. Kìa, sư phụ các kiểu. Ô, Hàng Nga luôn ạ. Ô, ngon. Hàng Nga đi hỗ trợ tôi Ngộ Không tuyệt vời luôn anh em. Rồi. Ai đây? Ngưu Ma Vương này. Cũng là một trong những thích khách mạnh, nhưng mà về sau khi chúng ta xây dựng đội hình hòm hòm tí rồi sẽ ok hơn. Tiếp theo đường tam tạng này cũng được ấy chứ nhờ. Hợp lý này, sư phụ luôn. Thế là mình đã được 3 thầy trò đấy anh em ạ. Ôi, 3 thầy trò đầu tiên ra cũng đầu tiên luôn, đúng thứ tự thực sự. Ôi kìa. Ôi à, Tử Hà tiên tử anh em ơi. Còn 17 vé cuối cùng này. Ôi à, 4 thầy trò luôn ạ. Wow. Ngảo thật đấy. Thì nhiệm vụ xem nào. Luôn nha. Nhiều khi mình thấy lướt group nó có cái hay anh em ạ. Được cái nhiều mẹo chơi. Thì đấy, nếu như anh em muốn có thêm mẹo chơi game, giao lưu cùng với cả các cao thủ thì hoàn toàn là có thể truy cập vào trang fanpage chính thức của Tây Du Béo VNG. Ở đấy là ấn vào cái phần nhóm sẽ vào được cái nhóm chính thức. Mình nghĩ là ở đấy anh em có thể học hỏi được rất nhiều đấy. Mình cũng học hỏi từ đấy khá rồi anh em ơi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là đi mở một số những cái phần quà các thứ, quà ưu đãi này. Chơi luôn anh em nhá, nạp tích lũy ok luôn đi. Anh nhập 7 ngày. Ok, bây giờ mình mới đăng nhập ngày 1 đây. Hiện tại mình đang chơi server 86 nha. Nếu như anh em nào cũng chơi server 86 thì hoàn toàn có thể chia sẻ cho mình biết này. Server này ra từ lúc nào nhỉ? Rồi, tiếp tục là quà hạn giờ xem nào. Nhận luôn. Ôi, thêm 10 thỉnh thần phù nữa mà quên này. Quà thỉnh thần 5 vé nữa này. Ây da. Quà holo, 10 holo luôn. Ok, mình xin. Nhận luôn anh em. 22 thỉnh thần phù. Chơi luôn nào. Una cha này. Ý, thêm phát nữa đi. Ô, mình còn thiếu ai đấy nhỉ? Trong số 5 thầy trò mình còn thiếu đúng Tiểu Bạch Long nữa thôi thì phải ấy. Ui, lý tịnh anh em ạ. Căng. Rồi, nhiệm vụ xem nào. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục là nâng cấp cho Ngộ Không thôi. Thì đấy, cái kinh nghiệm đầu tiên của các cao thủ là anh em cứ all in vào Ngộ Không thôi. Thì mình cũng vậy. Giờ mình sẽ all in tất nha. Ok, nâng cấp level các thứ. Tiếp theo này, lên 150, 200 luôn. Ây à, quên mất chưa tiến cấp ở đây. Lên luôn đi Ngộ Không ấy. Yes. Thêm phát nữa nhỉ? Thêm 300 luôn. Ui, được tài nguyên lắm. 400 luôn này. Ôi, vừa đẹp phải lên 400 luôn. Ôi, nhưng mà mình thiếu mất mấy cái kim đơn để tiến cấp. Thì cái này, sau đấy mình phải làm nhiệm vụ thôi anh em ạ. Ok. Tiếp tục. Mở thêm một số những cái dương này. Trong dương thì cũng có kim nguyên bảo với cả thỉnh thần phù anh em nhá. Hợp lý luôn. À. Đấy rồi. 200 nguyên bảo này. Tiếp theo này, kim đơn 500 luôn này. Nhưng mà đủ để nâng cấp chưa ta? Đủ rồi nè. Vừa đủ để nâng cấp mỗi nhân vật chính thôi. Người thỉnh kinh thì ok. Thế nhưng mà Ngộ Không thì chưa có anh em ạ. Cần phải tốn 1000 đi kim đơn cơ. Không sao. Giờ mình tiếp tục đi mở holo anh em ơi. Luôn này. Rồi, không biết là hôm nay mở holo nhân phẩm của mình như thế nào đây. Liệu rằng có ra thêm nhiều vị tướng đỏ hay không. 16 cái holo lam hả? Chơi luôn này. Ui. Tiếp theo là mình sẽ nhận holo này. Thêm một phát nữa đi. hồ lô tím luôn này. Ô, hồ lô cam luôn này. Ui, thêm cái nữa luôn. Những cái hồ lô tím này chắc là mình cũng sẽ mở thêm được một số những cái hồ lô cam nữa đây anh em ơi. Gì đấy? Rồi, tướng cam à? Giờ mình cứ tưởng tướng đỏ anh em ạ. Một. Ui, thêm một nữa. Đấy. 2 hồ lô cam ngay anh em. Thôi mình cứ mở nốt cái tím nhá. 4 hồ lô cam anh em bảo ra được vị tướng đỏ này không đây. Chiu. Ra đi. Please. Trời ơi, tướng tím anh em ạ. Cày thế nhở. Hồ lô đỏ này. Hồ lô lam này. Kìa. Có luôn này. Tiếp tục là tím này. Ui. Lại tích lũy được thêm vài cái hồ lô cam nữa anh em ạ. Chơi luôn này. Kìa. Được không? Một cái nữa đi. Cái đầu x1 nó lại ra. Ai xì bà cay thế nhỉ. Hồ lô tím à. Hồ lô đỏ đi. Chíu. Rồi ạ. Mộc cha mới cay. Rồi. Như vậy là mở xong hồ lô rồi anh em ơi. Mặc dù là không có được vị tướng đỏ nào xịn xò con bò cho lắm, nhưng mà cũng tích lũy lại được thêm một chút tài nguyên anh em ạ. Giờ nâng cấp cho Ngộ Không lên 500 luôn. 600 đúng không nhỉ? 600 được đấy. Đấy, ngon. Thì cái việc thứ hai chúng ta cần phải làm đó chính là treo máy càng lâu càng tốt anh em ạ. Thì không biết anh em như thế nào, nhưng bởi vì là hiện tại mình hay làm việc ở trên PC, thế thành ra là mình toàn mở một tab chơi ngay.vn. Đấy, bởi vì là mình chơi trên web mà. Mình treo đấy luôn, một tab thì làm việc, một tab thì treo. Thì mình chỉ thấy bạn Tài chia sẻ 2 mẹo đơn giản thế thôi, đó chính là all-in ở Ngộ Không và tích cực treo máy. Và treo máy thì em nhớ là ấn vào tự động nhấp này, sau đấy là mua một vài cốc vàng ở giai đoạn đầu nhá. Đặc biệt là trong thời gian 7 ngày khi mà chúng ta có nhiều nguyên bảo, cứ all-in ở cốc vàng đi. Đấy, nhưng mình đây cũng all-in ở cốc vàng luôn này, để chúng ta có thể là treo máy nó được nhanh hơn, tài nguyên tích lũy các thứ, sát thương gây ra nhiều hơn anh em nhé. Và mình thấy là chỉ với 2 cái mẹo này thôi mà bạn Tài sau 21 ngày là đã vượt được 8k ải, cực kỳ khủng khiếp anh em nhá. Rồi, tiếp tục là mình sẽ nhận qua một số những cái sự kiện đi. Ai à, holo đặt bốc này. Hy vọng rằng là có thể đuổi kịp tiến độ của bạn Tài anh em nhé. Thêm 10 holo nó cứ mở đi nhỉ. 10 holo line biết đâu lại ra vị tướng gì xịn sói sao. Ôi giời ơi, hôm nay mở holo nhân phẩm của mình nó cứ bị thế nào ấy, anh em ạ. Nhưng mà có thêm một holo đỏ nữa này anh em ơi. Chơi luôn. Kìa, cay thế nhỉ. Không thể tin được. Holo cam chứ. Đúng rồi, hợp lý. Hay. Bực thực sự anh em ạ. Úi nhờ. Thêm cái nữa nào. Lại tướng tím. Để mình xem tôi ghép được nhiều tướng không. Thần tướng này. À, có nâng sao được này. 3 sao thì 2 sao ngay thì 1 sao cũng được. 1 sao nữa là 2. À, thế là hình như là mình lại mở thêm đồng ký dương nữa rồi ấy. Đúng luôn. Đúng luôn này. 10 thỉnh thần phù ngon ngay anh em ơi. Cấp nhóm nè, lực chiến lại tăng lên đầm mầm anh em nhé. Đâu, để mình check qua xem nào. Check qua một tí xem nào. Thỉnh thân phù. Vô thêm 2 cái nữa đi nhỉ. Đấy. À thôi, trước khi mình chiêu mộ thỉnh thần phù, mình vào đây mình mua luôn. Có tiệm giảm giá mà. 1 phát này. 2 phát này. Ơ kìa. Được. 3 phát này. Thêm được phát nữa không ta? Ô, rồi. Không được anh em ạ. Reset được 3 phát thôi. Nhưng mà 50 thỉnh thần phù này. Rồi. William. Ok luôn. Tiếp tục. Mạnh bà. Khả năng hồi sinh từ gắt đến từ mạnh bà. Và ây ơi ơi. Địa Tạng Vương. Thế không ra Tôn Ngộ Không à. Cái thế nhờ. Đây mở đồ giám nhưng mà mới được có 32 điểm anh em ạ. Ủa, còn thiếu tận 18 điểm nữa, tương đương với 6 tướng đỏ nữa. Được nâng sao hoặc là 6 tướng đỏ mới thì mình mới có thể là lụm thêm được một cái dương nữa anh em ơi. Tăng cấp nhóm. Lực chiến tăng đều đều luôn. Còn ngay anh em. Rồi, giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vượt thông thiên tháp anh em ơi. Thông thiên tháp thì chúng ta cũng kiếm được rất là nhiều thỉnh thần phù nha. Rồi, đụng luôn này. Mở tốc độ x3 lên này. Có Ngộ Không rồi. Tích cực ấn bỏ qua là ok này. Dạ, dễ ngay. Nói chung là sau khi mình test thử một số những cái vị tướng, kể cả những vị tướng mà khi mà mình đọc skill, khả năng sát thủ của em nó khá là khủng khiếp, truy kích các thứ rất là ok, ví dụ như là Ngưu Ma Vương hay là Diêm Vương. Nhưng mà mình thấy là cũng chỉ được tầm 8 điểm thôi. Ngộ Không thì vẫn cứ là ok hơn anh em nhá. Đấy. Rồi, ở giai đoạn đầu chúng ta all-in vào Ngộ Không là hợp lý đấy. Theo nào. Tiêu Chiến. Húc luôn này. Hy vọng rằng là mình có thể là vượt nốt cái tầng này đi, để có thể lụm thêm 10 thỉnh thần phù nữa. Sau đấy mình sẽ đi chiêu mộ thể luôn anh em nhé. Tiếp tục Nhưng mà mình không biết là cái mốc tiếp theo mình sắp đạt được chưa nhỉ? Cái mốc Thỉnh Thần Phù ấy, có thể là sở hữu thêm mảnh tướng đỏ. Thôi để mình check sơ qua một tí xem là được bao nhiêu ta. Đặc sắc hoạt động hạn giờ này, Thỉnh Thần đạt mốc 171 rồi. Ôi, thế thì mình phải vượt thêm một tầng nữa anh em ạ. Bởi vì là thiếu 30 cái nữa mà. Tầng này chắc là vẫn đạt được thôi. Gì mà. Với Ngộ Không thì mình tin là có thể vượt qua dễ dàng thôi. Tiếp tục. Ok. Rồi. Ok luôn. Đấy, mình lại có thêm khá là nhiều xu cũng như là kim đơn. Phải quá, đột phá luôn cho người Thỉnh Kinh với cả Ngộ Không của mình luôn anh em. Được chưa ta? Rồi. Được chưa? Ấn nhầm à? Đây, 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 đây. Ok, ok anh em nhá. Nhận dương luôn này. Thế là mình đã đủ 30 cái Thỉnh Thần Phù ở đấy. 30 cái này chiêu mộ thêm được 3 phát x10 nữa này. Ồ không đi. Đây là Ngưu Ma Vương à? Lại Ngưu Ma Vương. Địa Tạng Vương. Vua chúa nhiều thực sự. Ở đây rồi. Nâng lên 21. Quá vẫn chưa đủ kim đơn nữa hả? Hay thế nhỉ. 30. Thế thì mình cứ nâng vào trang bị trước đi. Đấy, cường hóa nhanh phát, lực chiến tăng lên khủng khiếp luôn. 16 cái hồ lô này. Thêm 6 lần nữa luôn. Được. Chưa mở được hồ lô cam anh em. 4 hồ lô lam thì chắc là sẽ đủ điểm này. Ok ngay. Ôi, mình cứ tích lũy nhiều hồ lô cam một tí. Bởi vì ngày hôm nay nhân phẩm của mình nó hơi đen. Mở x1, x2 nó cứ bị làm sao ấy. Nên là mình sẽ tích lũy nhiều một tí. Mình sẽ mở một lượt luôn cho nó hợp lý anh em nhá. Rồi, bot tấn công. Bot tấn công với chúng tôi này. Tướng à? Ai, nâng cấp cho Ngưu Ma Vương. 2 phát. Khoan, quên mất anh em ạ. Trong phần túi của mình thì còn rất là nhiều mảnh tướng các bạn. Đây rồi, đây 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 124 mảnh. Mở luôn. Công nó nhỉ. Cũng được, mình đâu đó mình nhìn thấy là 8 mảnh cũng không sao. Dương su 46 á, từ từ nha, cái dương su này mở càng sau thì mình sẽ càng có lợi. Ngộ Không all-in này. Thế là đủ nâng cấp sao rồi đấy. Nâng cấp sao thần tướng Địa Tạng Vương. Lên. Lên. Ơ Ngộ Không đâu? Ngộ Không mình đây 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 đây. Mình nhớ nâng cấp được rồi mà. Đủ rồi. Ok ngay. Ê văn nữa. Đó, thì ngày hôm nay mình sẽ tích cực nâng cấp vào Ngộ Không all-in cũng như là đi leo tháp vượt ải thôi. Thì anh em nhớ đón xem series này cùng với mình để xem là 21 ngày mình có thể hoàn thành thử thách vượt 8 cái ải giống như bạn Tài chia sẻ hay không nha anh em ơi.